em phải nói là chưa bao giờ em gặp một cái ngôi nhà như thế, mà nó lại là ở một nơi cũng rất là nguy hiểm. Hai ông bà già lại đưa nhau ra cái mỏm đá này để mà sống, xây cất một cái ngôi nhà. Lên đôi ngôi nhà trên đỉnh núi xong là trượt xuống một cái vách vực. Ôi dồi ôi. Vâng. Ôi dồi ôi. Một bước thôi là xuống vực. Choáng quá. Đấy. Các bạn thân mến, hiện nay thì Nam đang cùng với một vài anh em của mình đi khám phá Hà Giang. Và chúng tôi đang gặp một cảnh tắc đường theo kiểu Hà Giang các bạn ạ. Tức là ở đây thì không phải là số lượng xe quá đông, mà là những cái con đường khúc khuỷu như này, những con đường đèo như này, thì bỗng nhiên họ làm đường ấy, họ dừng lại để họ lở đất hay là họ phá đá gì đó, thì sẽ khiến cho cái dòng xe du lịch đấy, nếu mà người dân ở đây thì sẽ không đông như này đâu, nhưng ở đây là toàn là khách du lịch ấy, thế nên là tạo thành một cái khung cảnh ùn tắc như này. Và ở đây tôi thấy thì đa phần là một người Việt Nam làm tài xế, còn người ngồi sau ấy thì đều là khách nước ngoài, khách Tây cả. Và dựa vào cái mũ của họ thì các bạn thấy là mũ màu gì thì đấy là của thuê xe của cái nhà màu đó. Và đây là một cái khung cảnh mà tôi nghĩ rằng là hiếm đâu ở Việt Nam có cái khung cảnh tắc đường như này. Và tôi cũng hy vọng rằng là cái chặng đường mà sắp tới chúng tôi sẽ vượt qua, sẽ tới, thì sẽ thấy được những cái thứ thú vị của Hà Giang, những thứ mà khiến cho rất nhiều khách du lịch đông như này họ sẵn sàng không nề hà gì để đến trải nghiệm. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục cùng đi nhé. Cuối cùng chúng tôi đã được đi rồi. Và đoàn khách du lịch vui sướng qua bấm còi inh ỏi. Đây là một cảnh tượng rất là thú vị ở Hà Giang. Hóa ra là họ đang xẻ thêm phần đất ở phía bên tay phải. Đấy. Đây. Nhìn khá là nguy hiểm. Và hiện nay thì mọi người chỉ cho hướng của chúng tôi đi trước. Có lẽ là do hướng của chúng tôi đông người. Đấy, và khi mà đi hết thì phía bên này mới được đi. Chúng tôi gặp một anh đang say rượu. Anh ấy cũng đang đi các bạn ạ. Đấy. Đi kiểu ngất ngư luôn. Đi men theo dòng sông Nho Quế thì tới một khu vực ở dưới gốc một cái cây đạo, một cây gạo đỏ rực luôn. Và
cái hoa gạo nó cũng rơi xuống dưới và nó báo cho tôi một cái điều gì đó. Và quả thật là như vậy các bạn ạ. Đến đây là thấy xe cộ đông đúc. Thì các bạn đi cùng Nam thì biết là cứ đi đường mà thấy trong cái bản làng của người Mông hay là của bất kỳ người đồng bào nào mà cứ thấy xe máy dựng nhiều là ở đó có việc. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ thử xem là ở đây là mọi người là có việc gì. Tại vì chúng ta phải xem là xuống đường nào. Đây có một em đang nhìn mình thì mình... em ơi cho anh hỏi là nhà mình là đang có người mất ạ. Ôi, người mất à? Vâng. Mất lâu chưa? Hôm qua vừa mất. Hôm qua mất à? Vâng. Sao mà mất rồi em? Không, nó tưởng là nó già quá. À, già quá. Già quá thì nó à, hơi vâng. Yếu. À. Bây giờ nó còn lao quá, không ăn cơm. À. Ăn cơm rất ít. À. Thế thì anh chủ nhà là ai nhỉ em nhỉ? Đây ạ. Em à? Vâng. Thì thế thì anh vô tình anh đi qua đây ấy. Vâng. Thì anh cũng có một chút anh chia buồn cùng với gia đình nhá. Dạ vâng. Ok, đợi anh xíu nhá. Anh thì cũng vô tình đi qua đây thôi. Thì anh thấy nhà mình có việc ấy. Thì anh muốn chia sẻ một chút với gia đình nhá. Dạ vâng ạ. Anh gửi nhá. Thì cho anh hỏi là nhà mình có làm theo phong tục, tức là để mấy ngày không hay là để chờ mọi người ở xa đến à? Đúng rồi. Khoảng 3-4 ngày nữa là xong. Chào các chị nhá. Nói chung là dù là người gì đi chăng nữa, nhưng mà khi là một cái đám ma thì dân tộc Việt Nam thì có câu là kiểu nghĩa cử là nghĩa tận ấy. Thì mình đi qua mình thấy này, và mình cũng thấy rất là có rất nhiều những cảm xúc ở trong lòng. Tôi chuẩn bị đi tiếp vào trong, hy vọng là những cái điều mà chúng tôi sắp sửa gặp nó sẽ không có quá nhiều những cái chuyện buồn như thế này nữa, mà có cái điều gì đó thú vị hơn để cho tôi được chiêm ngưỡng. Bây giờ thì tiếp tục đi thôi. Trên đường đi thì tôi thấy được cái khung cảnh thiên nhiên vô cùng là hùng vĩ của khu vực Hà Giang. Thì ở đây tôi bắt gặp vài cháu bé. Ơ, thế các em bé đấy ăn được kẹo chưa hả em? Ăn được kẹo nhá. Em ơi, đây đây anh cho các bé kẹo này. Em cười cái gì đây hả? Ở bố nó. Để tôi phải chặn đường ở đây. Đấy, thì... em bé đấy đủ tuổi ăn kẹo rồi. Đây, chú cho nha. Đây là tôi cứ móc ở trong túi ba lô xem. Đây rồi. Đây. Đấy. Ô, con cầm trứng à? À, trứng này. Cầm đi tung tăng nó bị vỡ rồi này. Ô, thì em có cả gà con á? Gà. Ở đâu đấy? Sao? Ai? Em mua ở đâu đấy? Mua ở... Mua à? Hay là ai cho? Mua à? Đây anh thấy có cả một con gà con lẫn trong cái túi của dép của em bé này. Đây này. Thì sao lại có con gà con đây? Lấy nhầm mà. Đây không phải dép đâu. Đây là con gà con đấy. Đây. Gà bé. Gà bé à? Con gà này là như nào đây? Là khuyến mại à? À. Cũng đã bị buộc chân vào rồi kìa. Thế là em mua bao nhiêu tiền hai con gà này? Một trăm hai mươi nghìn hai con gà này. Bây giờ anh mua lại 150.000 bán không? Một trăm chín mươi hai nghìn. 192.000 á? Hai con này á? Ba kinh rưỡi. Cái gì cơ? Ba. 3 cân rưỡi. À, 3 cân rưỡi. 192.000. 300.000 hai con này bán không? Không bán. Không bán. Mua ăn. Mua ăn à? Thì bây giờ trả cuối này. 400.000 hai con này. 400.000 hai con này. Và cộng thêm một con gà con. Bán không? Không. Ôi, lời ngay vừa mua ra khỏi cửa hàng đã lời ngay lập tức. Bây giờ quay lại mua lại bỏ túi được hơn 100.000 mà vẫn không bán. Em đã quyết định cuối cùng của em chưa?
Thôi được rồi, nếu mà em đã quyết như thế rồi thì anh không thể nào mà cản được nổi em nữa rồi. Em là một người thật là cố chấp. Ok, tạm biệt em nha. Men theo dòng sông Nho Quế thì chúng tôi tới một cái khu vực bây giờ là hết cái đường bê tông rồi các bạn, là thay vào đó là đường đất nhỏ và đủ cho xe máy đi qua. Nếu như tôi cũng đi nhiều lần rồi, các bạn cũng đồng hành cùng tôi nhiều lần rồi, sẽ thấy rằng hiện nay những cái con đường ở Hà Giang, kể cả liên thôn hay đường vào bản các thứ thì đều đã được giải bê tông. Đấy, thế nhưng mà cái con đường này vẫn còn đang là đường đất. Đấy, thì mình cũng thấy là đây là số ít nha. Và tôi nghĩ rằng là trong này thì bà con sẽ có nhiều cái câu chuyện, những cái hoàn cảnh mà để tôi tìm hiểu hơn. Ở trên này ấy, thì tôi nhìn thấy dòng sông Nho Quế xanh ngắt. Những cái thửa đất mà bà con thì cũng mới bừa thôi để trồng ngô thì nó đang tạo thành một cái màu nâu. Điểm xen kẽ đó chính là những cái cây hoa gạo. Cây hoa gạo thì có cây thì còn đỏ, có cây thì trơ trụi rồi. Nhưng mà nó vẫn đẹp các bạn. Đúng là Hà Giang thì đi mùa nào thì biết mùa đấy và đẹp mùa đấy. Ôi, chúng tôi lại lên một cái dốc khá là nguy hiểm. Đây, cảm giác như là may mà người ta còn làm những cái ụ bên này đấy, chứ mà trượt chân nó phát thì anh em chúng tôi là cứ phải xác định. Cái đường mà nó vừa dốc nó vừa nhỏ như này lại toàn là đất này thì vào mùa mưa thì không biết là đi như nào. Tôi sợ là đi dép thôi, đi bộ thôi, đi xuống thôi là còn trượt chân ngã ấy chứ. Đấy. Nhầm đường. Ôi, chúng tôi bị nhầm rồi. Chúng tôi bị nhầm. Thế bây giờ lại đi vòng xuống dưới. Đi quay lại à? Lần này thì đúng đường rồi các bạn ơi. Nói chung là khu vực này mình cảm giác như là quá hùng vĩ, bởi vì những cái ngọn núi bây giờ nó bỗng trở nên khổng lồ luôn, nó to. Nó không phải là nhiều những cái đỉnh núi nhỏ nữa, mà là một cái đỉnh núi to hẳn luôn. Ở đây thì không có trừ những cái cây cột điện, những cái đường dây điện ra thì còn lại nó vô cùng hoang sơ. Đến cái đường nó cũng là đường đất. Rồi nhà của bà con rồi mọi thứ. Tôi cảm nhận được là đang rất là mộc mạc. Đây, và chúng tôi quyết định là sẽ để xe ở đây và đi bộ tiếp. Thì từ đây tôi đã thấy có một vài thiên thần nhỏ đang lấp ló ở kia, không mặc quần và đang nhìn chúng tôi với một ánh mắt vô cùng là tò mò. Không biết là chúng tôi là ai đem đến cái điều vui vẻ hay là sợ hãi. Nhưng mà tôi nghĩ là có cách để cho chúng bớt lo lắng. Đấy, bọn nó còn thụt xuống vì sợ ấy. Đấy, bây giờ tôi sẽ giơ ra. Đây. Chú đến đây. Chú là sứ giả của hòa bình. Chú là sứ giả của tình yêu, lòng nhân ái. Xin chào. Xin chào. Nho rồng. Sao ba con lại có thể đáng yêu như này nhỉ? Ba con ở một cái khu như này và tròn xoe mắt nhìn chúng tôi. Đấy. Đây. Của con đây. Ô. Đây, của con đây. Chú cho mà. Này. Đúng rồi. Đấy, để chú lấy thêm nhá. Chú lấy thêm cho đủ nhá. Ô, bạn kia có cái áo thời trang thế. Đây rồi. Thế đủ rồi. Yeah. Về các con nói đi nè. So sánh. Đúng không nhỉ? So sánh. Wow. Ngoan quá. Ngoan quá thì lại phải tặng thêm một cái nữa rồi. So sánh nhỉ? So sánh. Để chú đang lục hết cái túi của chú xem là còn được bao nhiêu kẹo nữa nào. Đây. Đủ cho. Đấy, cho cháu kia. Cháu kia nhá. Đấy. Ơi, cháu mình muốn tặng cho bé biết nói cảm ơn thì bé lại ngại.
Rồi được rồi. Đấy, thế thôi nhá. Rồi, bye bye. Bye bye. Rồi. Không biết là bọn chúng đang chơi cái trò gì ở đây mà thấy dao dựa các thứ ở đây này. Bây giờ là chúng tôi sẽ đi theo cái con đường đất này để đi tìm những cái điều thú vị của ngôi làng mà tôi nghe nói rằng là có điều độc đáo cho tôi và chúng ta theo dõi. Đi em ơi! Khi mà tới Hà Giang, đặc biệt là tới Mèo Vạc thì một cậu em mà tôi không thể là không liên hệ và rủ dê đi khám phá đó chính là Mạnh Nắng Cao Nguyên. Thì ngày hôm nay là em có cái điều gì muốn làm anh bất ngờ đấy? Hôm nay thì em sẽ đưa anh Hoàng Nam cũng như quý vị khán giả trên kênh Channel Me đi khám phá một cái ngôi nhà nó rất là đặc biệt anh ạ. Ừ. Em phải nói là chưa bao giờ em gặp một cái ngôi nhà như thế. Ờ. Mà nó lại là ở một nơi cũng rất là nguy hiểm. Nguy hiểm à? Vâng. Một ngôi nhà ở nơi nguy hiểm. Thì anh nghĩ ở trên Hà Giang là một cái nơi mà toàn đá là đá và vách đá thứ. Thì anh đoán là nơi nguy hiểm của em chính là vách đá đúng không? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Thì có thể đó là cũng là nhà của một gia đình người Mông. Vâng. Mà đây lại là gia đình của người lớn tuổi rồi anh ạ. Ồ thế à? Vâng. Thế họ lớn tuổi thì không biết là tại sao lại lựa chọn một cái nơi chênh vênh như thế. Liệu có kiểu nguy hiểm không những lúc mà trái gió trở rời ấy. Vâng. Mà anh cũng không hình dung được là nó sẽ nguy hiểm như thế nào. Vâng, tí nữa thì cái này em không bật mí trước. Thì mời anh với quý vị khán giả đi trải nghiệm. Ok. Thì tại sao lại nguy hiểm? Em đi khám phá rồi là cũng đi thăm rất là nhiều nơi rồi. Thì em phải nói cái ngôi nhà này nó ở một nơi nguy hiểm nhất em từng biết. Nhưng mà tại sao em phát hiện ra nó? Là do là em đang làm đường ở phía đối diện bên này. À. Vâng. Là khi em nhìn thấy từ bên đấy sang là em rất là tò mò. Ừ. Thì em cũng muốn là đi khám phá nhưng rất tiếc khi vào em lại không gặp được chủ nhân của ngôi nhà anh ạ. Ừ. À, tức là lần trước em tới đây rồi. Vâng. Nhưng mà chưa gặp được chủ nhân của ngôi nhà. Dạ vâng, đúng rồi ạ. À, thì hy vọng rằng là ngày hôm nay thì chúng ta sẽ gặp được. Và liệu gặp được thì họ có nói được tiếng phổ thông không? Em nghĩ là chắc người lớn tuổi thì khó, cũng là 50-50 anh ạ. Ừ. Vì họ lại ở một khu rất là xa, gọi là đi gọi là đường cụt nữa anh ạ. Ừ. Ôi chỗ này đúng là đường cụt thật đấy. Vâng. Đi đi em. Vâng, các bạn biết vì sao là đường cụt không? Bởi vì là nó bị một cái ngọn núi rất lớn phía trước nó chặn. Thì con đường nó không thể thông được. Đấy, và nếu mà mặc dù cách nhau khoảng mấy chục mét thôi, nhưng mà để có tới được nhau, một là phải trèo đèo, trèo qua núi rất là nguy hiểm. Hai là phải đi xe mà đường vòng có khi phải mấy chục cây. Đấy. Ở đây là chắc là cái nơi khó khăn nhất ở cái xã này rồi anh ạ. Ừ. Đây chúng ta sẽ phải trèo lên cái ngôi nhà ở trên đỉnh núi kia anh ạ. Đấy, trèo lên tận đấy cơ. Lên ngôi nhà trên đỉnh núi xong là trượt xuống một cái vách vực. Ôi dồi ôi. Vâng. Nghe thấy mệt mỏi rồi đấy. Thấy kiểu không hề dễ dàng một chút nào. Và từ đây ra đấy thì mất khoảng bao lâu em nhỉ? Từ đây ra đấy thì mất khoảng, đi bộ thì chắc mất khoảng 2-3 phút, 20 phút. 20 phút à? Vâng. Cả đi cả về thì tôi nghĩ chắc phải cả tiếng đấy. Vâng. Chúng tôi thấy một cậu thanh niên đang chạy thoăn thoắt ở trên này. Thì Mạnh có ý định là sẽ nhờ cậu với phiên dịch. Và bây giờ cậu phải biết được hai ngôn ngữ thì mới phiên dịch được. Và hy vọng là cậu biết. Kia mặc áo đỏ kìa anh. Đâu? Ui dồi. Em ơi, em mà lên đây em gọi được cậu ấy thì chắc là trời tối là vừa. Bởi vì tít trên núi cao các bạn. Bây giờ hay không? Gọi đi. Gọi xuống được không? Em áo đỏ ơi! Em ơi! Anh nhờ tí được không? Sang bên này, xuống bên này anh nhờ một tí. Trời ơi. Khổ thân, cái thằng đấy nó mà xuống thì chắc cũng phải mất mười mấy hai chục phút. À, đang đi đuổi dê. À, đuổi dê. Đấy. Ô, có khả năng là con trai của ông bà đi chăn nuôi về đấy. Ừ, cũng có thể. Anh chà, chỗ này mặc dù là nơi xa xôi nhưng mà anh nghĩ với bàn tay của con người ấy, người ta tạo ra những công trình rất là thú vị này. Bậc thang đá lên. Bậc thang đá này, rồi những thửa ruộng đá này. Đấy, rất là ngăn nắp luôn.
Đây nhìn xuống thì cũng toàn là ruộng bậc thang bằng đá hết. Nhìn thấy dòng sông Nho Quế xanh ngắt. Đó. Thế đúng là có câu là có sức người thì sỏi đá cũng thành cơm. Thì đây là đây chứ đâu nữa. Chính là sỏi đá đây. Thành cơm là người ta cũng sẽ trồng được ngô trồng khoai. Chứ bình thường những người dưới xuôi lên đây nhìn đá chắc là khóc. Nhưng mà họ đã tạo ra những cái kỳ quan như thế này. Đấy. Wow, quá đẹp luôn. Ừ. Anh nghĩ đây là một trong những cái view mà quá là phải nhiều triệu đô ấy nhỉ. Ừ. Nhiều người cứ hỏi anh là tại sao mà đi Hà Giang lắm thế, có cái ma lực gì. Nhưng mà em là một người ở đây thì em thấy rằng là Hà Giang có ma lực gì không? Thực sự chính em ở đây em có cái sức hút của cái cảnh vật thiên nhiên. Nói chung là nó như kiểu Nam Châm ấy anh em. Đi rồi lại muốn đi nữa. Tìm tòi khám phá nhiều nơi mới mẻ hơn nữa anh ạ. Ừ. Thì đối với câu trả lời của Hoàng Nam ấy là Nam không có trả lời. Nam cứ đưa hình ảnh ra. Đây. Lý do đây, chỗ này đây, chỗ kia đây, chỗ đây đây. Đấy. Chính là đây đây. Đó thì các bạn sẽ hiểu vì sao mà không chỉ riêng Nam mà rất nhiều những người khác bị si mê cái mảnh đất này. Đó. Và nếu đây chỉ là một phần bề nổi thôi, còn những cái văn hóa của người đồng bào nữa mới là cái thú vị. Thì bây giờ chúng tôi đang rất hồi hộp xem là những cái con người đồng bào Mông xa lạ ở một cái nơi hẻo lánh như này lần đầu tiên chúng tôi gặp thì họ sẽ đón tiếp chúng tôi bằng một thái độ như nào, thì chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm nhá. Bây giờ thì đi tiếp thôi. Tại cái khu vực mà gần như cuối cùng của cái xã này thì chúng tôi không nghe thấy một cái tiếng gì ngoài tiếng gió và cái tiếng điện cao thế này. Nó kêu xè 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 xè. Cột điện to là thế. Nhưng ở đây thì có một cái nhà. Tôi đoán là nhà này sợ không có điện cơ. Đó. Bởi vì tôi không thấy có một đường dây điện nào đấu vào cái ngôi nhà này cả. Chắc chắn không có điện anh ạ. Ừ. Thì xem là tại sao họ lại chọn một cái cuộc sống xa lánh những cái gì đông đúc của cộng đồng. Liệu có phải là một cặp đôi quá là yêu nhau hay không? Hay là họ có những cái tính toán chỉ đơn giản là cơm áo gạo tiền, như là ở đây thì có nhiều đất để trồng cây đó. Hay là lý do gì mà lại chọn ở một cái nơi mà không điện, nước thì chắc chắn là không biết thế nào. Nhưng mà nhìn đất này khô cằn đó. Không hiểu họ lấy nước ở đâu. Thì bây giờ chúng ta sẽ lên xem nào. Ở đây thì các bạn thấy là một cái ngôi nhà chỉ được vách thì làm bằng những cái tấm gỗ ép. Đấy. Không biết có ai ở nhà không? Cái thường người ta sẽ khóa trái cửa ở cái cửa này nhỉ? Vâng. Chắc là họ khóa đầu bên kia rồi. Vậy chúng tôi đi lên đây xem nào. Ở đây cũng có một hộ nữa đấy. Vâng, đây. Ừ. Ui. Chỗ này đẹp quá. Mà xin phép mạnh một tí để ra đây ngắm cảnh được không? Dạ vâng, được anh ạ. Ừ. Bởi vì chúng tôi lên đây cũng quá mệt mỏi. Và bỗng nhiên ở đây gió nó ao ạt, nó từ phía này nó thổi về. Wow. Mát. Ui. Chỗ này hùng vĩ quá. Anh nhìn phía trước anh có phát hiện ra điều gì không? Có phải là bản đề chia không? Ừ, chính xác anh ạ. Bản đề chia ở cách đây 3 năm anh lên mà có một cái cầu thang rất khó đi đấy. À. Đấy. Thế thì có thể là sau cái cuộc hành trình ngày hôm nay thì anh sẽ ghé thăm lại bản đề chia xem là cái sự thay đổi nó như thế nào. Ui, anh thấy cái góc này cũng tuyệt vời của em ạ. Đẹp đúng không anh? Ừ, quá đẹp. Anh ước gì ở những cái dây điện này là những cái dây cáp mà chúng ta có thể bám vào, chúng ta đu thả trôi theo cái đường dây này xuống, xuống dưới này. Thì chắc là phê phải biết. Bởi vì đây là cái khu vực đẹp nhất rồi. Và ở bên này thì tôi cũng thấy là cũng lác đác có vài cái ngôi làng mà ở còn, anh thấy còn treo leo hơn được cả cái đề chia ít nhất là có một cái thung lũng nhỉ. Ừ, còn ở đây còn không có thung lũng cơ. Là lại còn rồi ai mà trượt chân ở cái ngôi làng này chắc là rơi thẳng xuống sông Nho Quế mất. Đây là ngôi làng Tỉa Kính anh ạ. Em đã từng đến là một phát lăn xuống, nghĩa là một phát xuống sông luôn anh ạ. Một phát xuống sông luôn. Nó rất là dốc luôn đấy. Ừ. Thế tại sao họ lại lựa chọn sống ở đây, thật là quá là nể phục.
Ồ, và anh nhìn thấy ở kia có một chị đi cắt cỏ kìa. À, dạ vâng. Ôi, ôi khả năng là bà gia đình này cái chúng ta định đi khám phá ấy. Đợi đợi xem là có phải không anh nhé. Ờ. Vâng. Mà cái chỗ mà em muốn giới thiệu là muốn đi vòng xuống dưới này anh ạ. Thì bà đang nhìn thấy chúng ta đang ngại kìa, không đi, không bước tiếp kìa. Đấy. Thì các bạn biết là cái mùa này là không phải mùa ngô, không phải mùa mà hoa màu ấy. Bây giờ toàn đất cằn đất cỗi thôi mà lại mới trải qua một cái Tết. Thì bao nhiêu bà con đem ra ăn Tết hết rồi. Bây giờ có thể gọi rằng cái mùa sau Tết, mùa xuân này là cái mùa khó khăn của mọi người. Thì bây giờ không biết là bà sẽ chở cái số cỏ cho bò này đi đâu. Liệu là có phải xuống đây? Nếu mà xuống đây thì chắc chắn là đúng là đấy rồi đúng không? Vâng. Thì không biết thế nào thì chúng tôi chờ xem là bà đi đến về phía nào. Đây là các bạn thấy này, là cái độ dốc ấy. Bà đi bà phải bấu chân vào đất, đi còn loạng choạng bởi vì gió nữa. Đấy. Thế là trông chỉ cần một sơ suất thôi là ngã rồi. Bà đang đi về phía tôi. Ồ thế chắc không phải rồi anh ạ. Không phải à? Vâng. Thì không hiểu là có bà có nói đến phổ thông không và chúng ta có giúp đỡ gì được bà không? Ôi bà đi xuống kìa. Ồ thế đúng đúng rồi. Thế à? Ô bà đi xuống rồi. Còn bây giờ chúng đúng không? Đúng chuẩn. Phải đây không? Từ đúng từ không? Từ từ anh nhé. Có nghĩa bà đi đường dễ rồi. Nhưng mà anh muốn đi đường khó. Không cứ đi theo bà, đi theo bà. Ok. Ơ bà lại quay lại. À. Ờ bà ơi. Không biết bà có nghe thế chúng ta có hiểu em chúng ta nghĩ nói. Chắc không hiểu tiếng phổ thông đâu anh ạ. Đây. Chắc bà đang nghỉ mệt. Vâng. Ô chào bà nhá. Ô đi chơi không? Nhà bà ở đâu? Nhà bà ở đâu? Nhà mình. Hả? Nhà ấy. Hôm. À. Thế nào? Thế thì đúng đi, không? Đi theo, khả năng đúng anh ạ. Thế tại sao bà lại để cỏ ở đây? Em cũng không rõ lắm, hay là chúng ta thường thử đi theo không anh? Nhưng mà có phải là chỉ nhà cho chúng ta không? Em nghĩ là vậy đấy anh ạ. Thì cứ đi theo nhá. Dạ vâng. Bởi vì chúng tôi gặp bất đồng về ngôn ngữ. Vâng. Thế là nói hỏi mấy phát là bà quẳng luôn cỏ đây bà chạy đi phăm phăm về trước. À. Nếu mà đi xuống thì đúng rồi bà. Ồ, thì chính xác rồi anh ạ. Đây là cái đường nước chắc về nhà bà này. Thế à? Vâng. Ủa đây là đường trơn lắm các bạn. Vâng. Cái đường này đường mùa khô cũng trơn mà mùa mưa cũng trơn. Ồ thế thì chính xác là đây nhà bà rồi anh ạ. Thế à? Vâng, vì là cái đường nước này đợt trước em nhớ là khi mà đến đây thì có đường nước chảy sang bên này. À. Vâng. Bà phát hiện ra là cái đường ống nó bị tuột. Vâng. Phải không? Đúng rồi anh ạ. Ui, đường ống bị tuột thế là bà chạy xuống. Thì đây cũng là một cái câu trả lời cho tôi về cái chuyện là bà con lấy nước ở đâu. Cái này chắc là có một cái nguồn gì đó, một cái khe nguồn ở kia. Đây này, bị tuột rồi. Bây giờ như nào hả bà? Chỉ mua chỉ không biết tiếng thôi nhỉ. Ôi cái này đấy này. Ừ. Bà bảo cho bà. Nhưng mà cũng không có nước cơ. Không thể có nước. Không có nước về. Mệt thực sự các bạn ạ. Mỗi lần chúng tôi bắt sai sóng mà chúng tôi phải trả giá bằng mồ hôi. Chúng tôi phải đi nhảy xuống dưới. Giờ lại phải lượn lên trên. Bây giờ lại đi cùng bà tiếp nhá. Ôi dồi ôi, cái bắp đùi của tôi là dã rời luôn đấy các bạn. Đấy, bây giờ tôi rất là hồi hộp đi theo bà. Tôi thấy là bà cũng chả có một chút gì đề phòng chúng tôi cả. Đấy, bây giờ đang đi dưới cái cây cột điện cao thế này. Ui trời, như một cái công trình ngoài vũ trụ vậy á. Bởi vì nó đối lập với cái cuộc sống của bà con ở ngay dưới phía chân cái cây cột điện này. Bây giờ nhớ đâu bà lại đưa về cái bản dưới kia thì sao? Anh nghĩ rằng là... Chắc là không phải rồi. Không phải rồi. Nhầm rồi. Chúng ta nhầm rồi, còn chúng ta lại... bà ngôi lại nghỉ. Trời ơi bà ơi, bà cứ làm này chúng cháu đau tim quá. Bây giờ chúng tôi đành phải chờ đợi cái cơ hội cuối cùng cho chúng tôi để dựa vào cái manh mối là bà là chủ nhân của ngôi nhà đó để đi theo. Đấy. Thì giờ để xem là bà sẽ làm gì tiếp theo đây. Cái nếu mà bà đi thẳng phát là chúng tôi sẽ quay ngoắt 180 độ để tìm phương án khác. Còn nếu bà đi xuống đây,
chúng tôi sẽ đi theo. Thực sự cái này á, cứ bảo là phải giúp bà nhưng mà không biết giúp như nào luôn, bởi vì là họ có cái quy tắc buộc của họ, chúng ta mà động vào là hỏng bét. Đấy, để tôi nhìn là tôi cũng chưa hiểu lắm ấy. Tức bà đang siết chặt lại. Đi thẳng rồi. Bà đi đường đấy rồi. Ừ. Thế là nhà bà cái làng ở phía dưới đồi kia rồi. Thế là đấy. Theo em là vừa nãy em quan sát là cái thanh niên mặc áo đỏ vừa nãy đang ngay trên này, chúng ta tốt nhất là lên hỏi trực tiếp anh ạ. Để okay. Xem là đi đường nào với lại ai là chủ nhân ngôi nhà đấy. Ok, rồi đi thôi. Chúng tôi đã quay trở lại cái khu vực mà Mạnh nhìn thấy một gia đình đang làm gì đó. Úi dê, cẩn thận. Chắc ở đây này là có tổ ong này, người ta nuôi ong này. À, khu vực này chắc chắn là có cái bàn tay trồng của con người rồi. Tức là họ trồng cây chè ở đây này. Ở một cái nơi mà chênh vênh xa xôi, bỗng như là có một mấy lùm tre này, khiến chúng ta cảm thấy vô cùng là thân quen, dễ chịu. Gặp một gia đình đang làm nương xếp đá anh ạ. Ừ. Đấy. Gia đình này mặc áo đỏ chót, rất là dễ nhận diện luôn. Chào cả nhà nhá. Ui, đây là cái bát cơm mọi người ăn dở này. Ở đây là chỉ có đấy các bạn, vài hạt cơm ở dưới và nước cùng một cái thìa để trong một cái chậu nhỏ nhỏ, thì cứ thế là xúc ăn thôi. Đó. Ở đây mọi người đang bắt đầu cải tạo đất để trồng ngô. Cái này hình như là làm mới ấy. Hình như bây giờ mới là lần đầu tiên trồng ở khu này hay sao ấy nhờ. Cỏ mọc mà đất rất là cứng. Ừ, đất vẫn cứng với cả cái đá này là mới xếp vào này. Chứ tức là cái chỗ này trước giờ là chỉ là một đất hoang, chưa từng được trồng trọt một cái gì cả. Thì bây giờ đã được gia đình nhỏ này bắt đầu cải tạo lại để biến nó phục vụ con người. Đấy. Cái gió à? Ôi ôi, đứt tay bây giờ. Đấy, bé tí mà đã cầm dao mà cắt cái củ gì đây. Này con ơi, kẹo này. Kẹo ngon hơn này. Thế thôi mẹ, bón cho con. Trời ơi, mẹ bón cũng không nghe. Đây, mẹ cầm luôn. Em bé mà ăn phát là em bé sẽ dịu ngay mà. Nhưng giờ là chưa chịu ăn. Thôi. Bây giờ là làm quen với gia đình thế thôi. Đấy. Còn bây giờ thì quay trở lại với bạn bố đi. Em ơi. Em dưới kia có hai ông bà già sống à? Có. À, thì hai ông bà ấy đâu? Không biết nó đi đâu, đi lấy cắt cỏ. À. Có thể là đi cắt cỏ cho bò đúng không? Thì mấy giờ họ về? Bây giờ chắc về rồi đấy nhở. Bây giờ là cũng 5 giờ rồi này. Đấy. Thì ông bà đấy nói được tiếng Kinh không? Không. Không à? Thế thì bây giờ em giúp anh tới đấy để nói chuyện với họ được không? Có chứ. Có nhá. Thế bây giờ anh bù lại, anh sẽ giúp em, bên anh sẽ giúp em cày cái thửa ruộng này nhá. Ok. Thế làm thôi bây giờ nhá, bây giờ giao vợ con với cả cái xẻng lại cho cậu này. Thế bây giờ mấy anh em mình đi gặp ông bà kia nhá. Đi không? Đi. Nó chưa về đâu. Nó chưa về á? Thế thì mình đến đây mình ngồi chờ được không? Thế bây giờ như nào? Em chỉ anh từ đấy xong em quay lại về được không? Nhá. Ừ. Thế đi nhá. Đi. Đi nhá. Thế em ở đây em cuốc nhá. Vâng. Rồi đi thôi. Đấy các bạn thấy chưa? Là những bạn người Mông ở đây là chưa bao giờ biết tôi, chưa bao giờ gặp tôi bao giờ. Và họ ở đây họ không có quá nhiều cái tiện nghi. Họ chỉ lao động thôi và một người lạ hoắc như tôi, như chúng tôi tới đây. Và chúng tôi chỉ nhờ một chút mà ảnh hưởng đến cái công việc lao động của bạn ấy. Bạn ấy sẵn sàng nghỉ tay lại, đưa chúng tôi đến cái nơi mà chúng tôi muốn.
Bây giờ thì chờ bạn ấy cho gà ăn à? Đây là nhà anh đây à? À nhà nhà dưới này à? À đây nhà bố mẹ à? À thế nhà mình ở đây từ trước à? Từ em đẻ ra ở đây luôn à? À em đẻ ra nhà bố mẹ đây đúng không? À sau đấy là mới cất cho cái nhà dưới này. À, thế vợ thì em đi tận đâu để kiếm? À bên kia à? Thế cũng gần nhờ. Thế bây giờ anh xuống đây anh kiếm được không? Không được á? Sao không được? Xấu trai như anh là không kiếm được à? À thế anh bảo này, thế cái chỗ mà ở dưới kia mà ông bà ấy là cũng là của bố mẹ em à? À thế là của người khác nữa à? À thế bây giờ anh xuống tới chỗ đấy được không? Ừ thế đưa anh xuống đấy nhá. À, đi nhá. À, đi thôi. Đây ở đây chú dê con này. Mẹ thì đen xì nhưng mà đẻ ra con lại trắng toát. Không hiểu là bố nó là ai. Đấy. Yeah. Hay là đây, hay bố nó đây. Phải không? Không phải à? Thì mỗi con đấy trắng ở đây thôi mà. À đây à? À đây. À đây. Hóa ra là tìm ra thủ phạm khiến cho đàn dê đẻ con ở đây rồi. Đấy. Ôi, nhìn thấy nhiều dê thế nhỉ? Ừ. Đại gia rồi, đại gia ngầm đấy. 40 con rồi. 40 con á? 40 con á. Ui ôi. Em ơi thế bây giờ là bán bao nhiêu một con? Con 3 triệu. 3 triệu á? 3 4 12 120 triệu. Ui. Ờ, nói chung một con dê 3 triệu thì cũng không đắt lắm nhỉ. Ừ. Nhưng đây là bà con là bán sẽ bán ra chợ khác. Ừ. Khi mà gọi là người buôn người ta bán người mua về bán dưới kia lại khác. Ví dụ khác. Như anh đến tận đây anh mua. Anh mua một con thì bán cho anh bao nhiêu một con? 2 triệu. 2 triệu thôi à? Ôi thôi, tiền đen khỏi thôi. Cái chỗ này là mất 1 triệu rồi. Ừ. Ừ. Hay là tí nữa mình mua một con mang về. Em anh khoác trên vai ấy. Thôi để anh khoác để em cầm hộ máy cho. Em nghĩ đến con đường từ đây trở về là thấy ngán ngẩm. Vác cái xác của thân mình thôi đã thấy ngán rồi, đừng nói chi là vác thêm con dê đúng không? Thì thôi đi thôi em ơi. Đi. Đó. Thì mình giá mà có một cái gì đấy mình có thể mua được một con dê cho bà con để mang về chúng tôi có thể ăn, bởi vì tôi rất là muốn ăn thịt cái con dê ở đây. Hay là ăn thịt luôn ở đây? Hay là anh có biết thịt không? Em có biết mổ dê không? Ôi hay là tí mổ cho anh một con. Nhưng mà ở đây có đủ các thứ để nấu món ăn không? Không có à? Hay là chỉ nướng lên thôi? Nướng không có củi anh ạ. Đây có, này. Có củi nướng không? Không có, thì anh nhìn bà con. Ừ. Thấy này. Ở một cái nơi mà cái cây nó còn ít ấy. Vâng. Em thì bây giờ ví dụ mổ con dê xong nướng lên thì có được không? Được à? Em có đủ củi không? Không đủ củi à? Anh nhìn nó trơ trọi hết thế này. Tức là đủ một ít để nhóm bếp đun sôi nước các thứ. Ừ. Thôi, còn để nướng một con dê nó phải cần nhiều ấy. Vâng. Củi nó phải to ấy. Ở đây các bạn thấy là trơ trọi, chỉ có cỏ ranh các thứ. Lấy đâu ra cái cây thân cây gỗ đâu. Ủa đây mát quá. Đi những cái đá nhìn đi rất là bình thản đấy. Ừ. Bình tĩnh luôn. Mà ông ấy đi dép mà mòn hết cả rồi nhá. Ông đi như kiểu lướt trên đá ấy. Còn mình thì giày đinh giày điếc mà đi. Ôi rồi đến cái vực này à? Sắp tới rồi à? Đây đi. Đây. Ui chà. Em ơi sao ông bà này lại về đây ở ấy nhở? Không biết đâu. Không biết à? Vâng. Ở hiện nay thì ở trên này thì cứ ai kiểu tự do ấy, cứ muốn làm nhà ở đâu thì làm. Đấy, đối với đồng bào người Mông là vậy, chứ còn ví dụ người Kinh lên đây mà thấy đẹp quá mà làm ở trên này thì không ai cho phép luôn. Anh thấy đi đã khoai rồi đây. Đường em ơi sao em lựa cái đường tắt. Đây đúng là đường của người Mông đây. Đúng rồi, đây là theo lối mòn. Ừ. Người Mông họ vượt rừng vượt núi là như này đây. Ồ cái đá tai mèo này chúng ta đi chúng ta bấu vào nó còn đau tay ấy.
Ôi trời, ai xa. Đường này khó đi quá. Ừ, thế sao em mẹ đưa anh đi đường này? Ông bà bình thường cũng đi như này à? Cũng đi như này, ông bà này. Ôi trời ơi. Các bạn thấy dáng đứng Hà Giang, dáng đứng Hà Giang mạnh mẽ, oai hùng, đứng ở vực thẳm như này, bất chấp sự nguy hiểm, xung quanh là thiên nhiên mênh mông rực rỡ, hoành tráng. Đấy, tôi cũng có muốn dáng đứng Hà Giang như thế. Mạnh có ra đứng dáng đứng Hà Giang không? Em đang xem không biết là đứng đấy là mình chân run hay là cả người run đấy anh ạ. Ôi dồi ôi, các bạn ơi. Ôi dồi. Thôi. Cái này là thôi chịu. Ôi, thôi bó tay rồi. Chịu dáng đứng Hà Giang thôi, chỉ có cái ông người Mông này ông mới dám dáng đứng Hà Giang thôi. Đấy. Ô kìa nhà kìa em. Dạ. Anh thấy chưa? Thấy rồi. Đấy cái. Thấy cái nóc nhà rồi. Ôi thế đường này làm sao mà xuống được? Đây kia. Đây. Thế mà em đi cái đường này là chỉ để chỉ cho anh cái nhà ở đấy thôi đúng không? Đúng rồi. Chứ còn đường này đâu có xuống được. Thì thôi anh đưa bọn em xuống dưới nhà đấy đi. Đây xuống được đây này. Đi. Anh cứ nhìn thấy cái hình thù. Có phải đi đường này không? Hình thù của đất ở trên đá ấy. Ôi giời. Hóa ra là ông mới chỉ cho mình cái đường để chỉ được ra ngôi nhà, chứ không phải cái đường để xuống được ngôi nhà. Ôi dồi ôi. Kiểu này. Cái đường này khó đi đấy. Đường này là khó đi nhất luôn ấy. Đường này là con đường tử thần ấy. Ôi trời ơi. Ôi thực sự ra là ôi, cái đá này á, sờ tay vào là đứt tay ấy. Ừ, cẩn thận đấy. Ôi ở đây cái loại đá hoàn toàn khác so với loại khác này nhá. Nhìn nó như kiểu là cái gì nhỉ? Cái thủy tinh nó ấy. Ừ. Bởi vì ở đây là cái mỏm đá nguy hiểm ấy. Ít người ta đi qua lại nên là tất cả cái đá này là do mưa nắng, gió nó cắt thành những cái hình thù như này đấy. Ôi, quá nguy hiểm. Cái đường mà em chỉ em đi đến là không nguy hiểm như này đâu anh ạ. Đường ai xa. Ôi trời. Cũng nguy hiểm rồi. Em ơi chờ anh với. Đi đi. Ôi giời ơi. Ôi giời. Ôi giời ơi. Ôi giời. Thế mà những cái vết đất này rất nhiều người đi đường này chứ không phải là ấy đâu anh ạ. Chắc ông bà thường xin đi đường này rồi. Lại dáng đứng Hà Giang kìa. Cái dáng đứng này tôi nghĩ là chỉ có Hà Giang mới có thể là đứng được thôi. Ui giời. Đi được từ thôi. Em ơi. Em đang chán đời à? Đừng đứng thế chứ. Cũng sợ đâu. Sợ lắm. Cũng sợ đâu. Thì chắc ngày nào cũng đứng ra đấy ngẫm nghĩ rồi anh ạ. Thì mới có cái chiều sâu như thế này. Lúc đầu thì tôi cứ tưởng rằng là người Mông họ không có thích kiểu họ đối với họ như là bình thường ấy, nhưng hóa ra là họ cũng thích độ cao đấy. Họ thích ngắm cảnh như này đấy. Em thích à? Em đứng đây là em thích à? Là em thấy mát hay là em thấy em như là ông chủ của thiên nhiên ấy? Thấy mát thôi. Thấy mát à? Đơn giản là thấy mát thôi đúng không? À. Ây da. Úi trời. Úi rồi. Dáng đứng Hà Giang. Nói thật với các bạn là tôi chỉ dám thò một chân ra đây thôi. Chịu rồi. Không dám là bước hai chân giống như bạn kia. Úi dồi đứng này vẫn. Ôi kiếp nha. Nhìn mặt thẳng xuống sông Nho Quế luôn. Kiếp luôn này. Đi sao? Úi trời. Ôi dốc đứng lắm, nhìn nó cứ kiểu hút xuống ấy, hút mình xuống ấy. Như kiểu sẩy chân tí thôi là lao thẳng xuống sông luôn này. Đó. Không ở nhà anh. Chả hiểu sao lý do gì bằng một cái phép màu gì mà như thế nào mà hai ông bà già lại đưa nhau ra cái mỏm đá này để mà sống xây cất một cái ngôi nhà. Phải chăng tôi thấy duy nhất có hai lý do. Thứ nhất là gió mát. Ông cụ hay bà cụ bị nóng trong, có thể là bà cụ bị nóng trong người, thế là ông cụ chiều bà cụ đưa nhau ra đây để xây cất đấy, để chiều vợ. Bởi dù sao đấy là một người gắn bó với mình nhiều năm. Thứ hai
là cả hai đều thích ngắm cảnh. Có thể là ngày xưa họ đã có một cái kỷ niệm gì ở cái mỏm đá này, là những cái lần hẹn hò đầu tiên năm mà 18 đôi mươi, cái tuổi mà cặp kê, thì họ đã đưa nhau ra đây, họ thề non hẹn bể, và cuối cùng khi họ già thì họ đã về đây với nhau để ở với nhau ở đây. Đấy, chứ tôi ngoài ra hai lý do đấy thật thì các bạn, tôi chả thể nghĩ ra được một cái lý do nào khác. Thế bây giờ em áo đỏ ơi, em có nghĩ ra lý do gì mà hai vợ chồng về đây ở không? Lý do gì? Không biết mà bảo em biết. Em bảo em, tôi biết. Em biết chứ. Còn mà, lý do là gì thì không biết. À, ý nhà là xây kiên cố. Ừ. Ý là em mới hiểu rằng là biết là có hai ông bà về đây đấy, chứ còn mà lý do vì sao thì không biết. Không biết. Đấy. Bây giờ thì chúng tôi sẽ đi ra xem nào. Em đi đường đấy à? Vâng, em lên em xem cũng đi được mà anh. Anh sẽ đi khó, cái đường mà đi đường này. Ở dưới này em nào. Đi đường này. Bởi vì tôi muốn đi vào cái đường chính thống của ông bà xem là ui dồi ôi. Đây các bạn, đây là một cái kỳ quan chứ không phải là bình thường nữa. Bởi vì ông bà đã tạo ra được một cái khu vực để củi này. Củi là một cái thứ rất quan trọng mà để như này thì ví dụ mưa thì chắc là nó cũng ảnh hưởng đấy. Mà ông bà thì sử dụng cái cây để chống lên ở trên vách này, nó trơ lơ như này. Bây giờ ai mà chơi ác mà đẩy một phát cái gậy này phát là cả cái đống củi này rơi hết xuống luôn. Đấy. Em đừng có đẩy nhá. Đừng có đẩy cái thanh củi này của ông cụ nhá. Ôi choáng quá anh ạ, ra đây nhìn khiếp luôn đấy. Bây giờ thì tôi sẽ dùng hết can đảm của mình để đi lên cái bậc thang này để ra phía mặt tiền của ngôi nhà xem ra sao. Đây, ui số các bạn này. Xuống đây là oải luôn này. Anh vòng ở đấy, vòng qua đường chuồng luôn ấy. Ôi, tôi nghĩ rằng là đi vòng qua đây đi. Ui, ông bà cũng có một đàn gà này. Tôi không dám đi cái đường kia. Đấy các bạn này, không dám đi cái đường này bởi vì là cũng hơi chóng mặt. Đấy, tôi phải đi ra đây. Em mới bước lên đây. Đấy. Ui dồi ôi. Xin thưa là nhá, là ông bà sử dụng một cái hòn đá mà nó nằm trơ lơ ở đây này, cũng rất tranh vênh này. Sau đấy ông bà là đi nhặt những cái hòn đá khác về để gia cố nền. Đấy. Sau đấy là cũng dùng xi măng để xây nên, rồi cũng gạch gạch. Đấy. Khá là kiên cố. Cái này là ông bà có sử dụng ấy rồi, sử dụng tức là bê tông để đổ mái bằng rồi. Đấy, cũng không hề là đơn giản một chút nào. Đây các bạn, nói chung là đây cái mặt tiền của ngôi nhà đây. Ui dồi ôi, một bước thôi là xuống quá. Đấy. 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 Ngoài ra ấy, cái nỗi sợ của tôi là không phải là ngôi nhà này, ít nhất là nó còn kiên cố, nó còn được bộ đồ bê tông, mà tôi sợ là cái bếp này. Đây đúng không? Đây là cái chuồng dê anh ạ. À, cái ui dồi ôi sao ông lại làm cái chuồng dê mà nó tròi cả ra ngoài này. Sợ thế. Bây giờ cùng làm sao ra được cái chuồng dê này, đi đường này à? Chuồng dê đi được đường đấy, đi chuồng dê phải có khả năng phải đi đường dưới đấy anh ạ. Đi đường này được này. Đây. À đây. Đây, dáng đứng Hà Giang đây. Dáng đứng kiêu hùng. Ông bà rất là kỹ tính nha. Tôi thấy có rất là nhiều điểm đặc biệt với ông bà này, các bạn thấy này, cửa sổ này kín luôn, tức là vào cái mùa gió ấy, thì ở trong này cũng khó mà gió nó lùa trong được. Và anh thấy rằng á là ở trong này này là có muội nó bay ra. Vâng. Là chứng tỏ trong này có một cái bếp. Vâng, đúng rồi. Có một cái bếp nó bay cái muội ra này. Như vậy cái nhà này là lúc mà nấu ăn thì cũng phải mở cửa ra. Đấy. Anh thấy gì đây không? Cái gì đây? Đây. Cái chỗ này là để ông bà ngắm đàn dê à? Vâng. Ô dê ở đây rồi. Thì là không phải là ông bà đi chăn dê mà là đi cắt cỏ cho dê đúng không? À, thế bây giờ mà muốn xuống cái chuồng dê này thì đi đường nào đấy hả em? Ôi trời ơi. Vòng xuống dưới chứ anh ạ. Sao nó khó khăn vất vả thế? Đây, các bạn nhìn thấy, nhìn xuống đàn dê nhá. Đấy, cái chuồng dê này nó đang nằm ngoan ngoãn này. Tôi nghĩ là đây là cái chuồng dê mà độc đáo nhất
Việt Nam mà có khi là cả thế giới nữa chứ. Bởi vì làm gì mà có ai mà làm cái chuồng dê nó như là một cái tổ chim bồ câu mà chìa ra khỏi cái vách núi như này. Đấy. Cái ngôi nhà này là xứng đáng được mệnh danh là ngôi nhà nguy hiểm nhất Việt Nam rồi. Đấy. Đấy. Cái mặt tiền ngôi nhà này thì xịn thật các bạn, tức là bước ra phát là nhìn thấy cái view, chúng ta nói view triệu đô, tôi nghĩ là cái view này là view tỷ đô. Đấy. Và nó đã được khóa cẩn thận. Cái view này là triệu đô. Đấy, nhưng mà để mà có thể sống được ở đây, tôi nghĩ rằng là không phải ai cũng đủ can đảm. Và tôi nghĩ chắc chỉ có mỗi ông bà thôi. Ngay cả cái bạn dáng đứng Hà Giang kia cũng chắc là cũng không thể nghĩ rằng là sẽ sống ở một cái khu vực như này. Đấy. Ở khi mà tới đây thì anh thấy có một vài cái đặc điểm khá là giống những cái nhà mà của người rừng ấy em ạ, mà anh từng khám phá ấy. Nó giống ở điểm nào anh? Đó là một cái sự ngăn nắp, một cái sự sạch sẽ, mà mọi thứ nó quy củ mà một cách phi lý nếu mà so với cái cộng đồng ở đấy. Ví dụ như là anh đến một cái ngôi làng của người Tày nhá, thì cũng có một người là người rừng. Vâng. Thì khi mà anh lên cái vách cái cũng ở trên núi đó người ta làm thì mọi thứ nó chi tiết củi kiếp bó đâu vào đấy, rất gọn gàng, rất gọn gàng và rất ngăn nắp. Thì người ta cứ gọi là người rừng thì cứ bảo có một vấn đề gì đó, nhưng mà anh nghĩ rằng là do người ta không thích một cái cuộc sống cộng đồng xã hội, họ thích sống biệt lập đó, thì tự nhiên lại trở thành khác người đó. Và khi ở cái dáng này thì mới thấy cái sự trông tranh của cái nhà này đó. Đây, nếu mà đi xuống chuồng dê thì đi xuống nước này sang bên này. Ôi trời, quá vất vả luôn. Và từ đây thì tôi cũng thấy là những cái vách, những cái hốc đá ở đằng kia kìa cũng đều có củi của ông bà giấu hết. Thậm chí là ở đây hình như là que hương à? Đúng, que hương. Phải chân hương không? Đúng rồi. Đấy, chân hương là cũng được cắm ở đây. Và có cả cái những cái lá bùa này cũng được nhét ở đây nữa. Giang đứng Hà Giang của chúng ta đứng kiểu thách thức mọi khó khăn nguy hiểm, rất là hiên ngang ấy. Hiên ngang, chỉ có Hà Giang mới làm được điều này thôi. Ôi, anh nhìn chỗ cái để củi kìa, trống đấy. Anh bảo chỉ cần bây giờ một lực đẩy cái thanh cái thôi là tất cả là lăn nhanh xuống vực mà. Này, ở dưới này cũng đầy củi của ông bà kìa. Chúng tôi đã cố gắng chờ đợi ở đây được một tiếng rồi nhưng mà không thấy hai cụ về. Nhưng mà tôi quyết định rằng là chắc là phải hẹn hai cụ một cái duyên khác, tôi sẽ ghé thăm sau. Còn bây giờ anh có một chút quà anh muốn gửi tặng em nhá. Cảm ơn em vì đã giúp đỡ anh thì đến đây nhá. Và em cũng đã phải bỏ mất một buổi của mình, một buổi công của mình để hỗ trợ anh. Và anh cũng hy vọng rằng là em sẽ giúp đỡ, luôn luôn giúp đỡ những người lạ nhá. Anh cảm ơn em, anh gửi em nhá. Đấy. Còn tôi thì không có duyên với ông bà cụ, nhưng mà thấy cái ngôi nhà này nó quá là hùng vĩ, nó gây cho mình rất nhiều những cảm xúc, nên Nam quyết định là sẽ tặng ông bà cụ một cái phong bì nữa. Và Nam sẽ đút vào khe cửa này. Đấy. Cái khe cửa của cụ làm rất là khít luôn. Cái này mình không biết là thế nào. Đây, mình sẽ đẩy vào đây nhá. Đây các bạn này, như kiểu là thấy luôn. 1, 2, 3. Ôi. Và trong rồi. Bây giờ thì chúng ta đi về đi nhá.